Cách đây vài thập kỷ, nhiều chuyên gia lo sợ về sự bùng nổ dân số không thể kiểm soát được. Tuy nhiên đến nay, vấn đề báo động lại là tình trạng suy giảm tỷ lệ sinh trên phạm vi toàn thế giới. Có ít nhất 60 quốc gia có tỷ lệ sinh thấp hơn đáng kể so với mức cần duy trì. Riêng tại châu Á, khuynh hướng giảm tỷ lệ sinh cũng đang tăng nhanh. Bên cạnh những yếu tố như người dân ngày càng sinh ít con, trì hoãn tuổi sinh hoặc không muốn có con, thì yếu tố vô sinh cũng chiếm một phần không nhỏ, góp phần gây giảm tỷ lệ sinh hiện nay. Quý vị thân mến, nếu như trước đây khi nói đến vô sinh người ta hay nghĩ đến nguyên nhân là do nữ giới, thì hiện nay những con số thống kê đã cho thấy rằng vô sinh nam cũng chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Và để biết được con số đó ra sao, Khánh Ly xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin sau đây. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có khoảng 8-15% các cặp vợ chồng bị vô sinh. Trong đó, khu vực châu Á-Thái Bình Dương là nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất và tỷ lệ vô sinh cao nhất. Tại Việt Nam, nghiên cứu trên toàn quốc do Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội thực hiện trên 14.300 cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ từ 15-49 tuổi ở 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh thái của Việt Nam cho thấy tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng là 7,7%, trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Như vậy, ước tính trên mặt bằng dân số chung có từ 700.000 đến 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, có khoảng 30% trường hợp vô sinh là do người chồng, 40% do người vợ, 20% do cả hai vợ chồng và 10% không xác định được nguyên nhân. Tình hình về khám cho mình vô sinh thì càng lúc nó càng tăng lên. Cách đây chẳng hạn 15 năm thì hầu như không có bệnh nhân nào đi khám về nam khoa các cơ sở gì hiếm muộn chung. Chỉ có một số bệnh nhân tới khám về vô sinh ở các cơ sở về tiết niệu. Thì gần đây thì cái số tăng lên hàng năm một. Chẳng hạn cơ sở Từ Dũ trước đây ta biết là mười mấy năm trước không có ca nào tới khám, sau này thì theo thống kê tôi đọc các nghiên cứu thì bên đó bây giờ người ta một ngày ta đều khám khoảng 20-30 ca về vấn đề nam giới có trạc về vô sinh. Thì mình thấy là các cơ sở khác, nam khoa khác, chẳng hạn ở bệnh viện bình dân, đại học Y Dược hay là ở ngoài Bắc, ở miền Việt Đức, tất cả con số đều tăng lên. Về cái độ tuổi mà bị vô sinh nam giới thì theo thống kê của chúng tôi thực hiện ở Việt Nam thì độ tuổi tập trung cao nhất là nam giới lứa tuổi từ 30-40, rồi kế đến là nam giới từ lứa tuổi 40-50, rồi kế đến nữa mới nam giới lứa tuổi trẻ hơn là 20-30. Như vậy thì cái lứa tuổi trung niên, bắt đầu trung niên thì là tập trung cao nhất những người có vấn đề về hiếm muộn. Thưa quý vị khán giả, nếu như ở phụ nữ khi gặp những vấn đề về vô sinh, họ có thể dễ dàng tìm đến những cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị, thì tâm lý nam giới thường cảm thấy e ngại đối với việc thăm khám khi họ có bất kỳ dấu hiệu gì bất bình thường. Và chính vì tâm lý e ngại như vậy cho nên việc điều trị vô sinh trở nên khó khăn và kéo dài thời gian hơn. Như vậy thì việc tầm soát sớm sẽ mang lại hiệu quả như thế nào, cũng như những phương pháp điều trị vô sinh hiện nay sẽ được thực hiện ra sao? Khánh Ly xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nhé. Và đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Khánh Ly xin mời quý vị cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Võ Thanh Liên Anh. Xin chào Khánh Ly, xin chào quý vị khán giả. Và thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thảo. Xin chào Khánh Ly, xin chào quý vị khán giả. Rất vui vì hai bác sĩ đã nhận lời tham gia trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì Khánh Ly muốn hỏi bác sĩ Liên Anh, hiện nay tỷ lệ thăm khám cũng như là việc điều trị vô sinh ở nam giới ngày càng tăng cao, không biết nguyên nhân là do đâu ạ? Chúng ta thấy rằng trong những năm gần nay thì cái tỷ lệ vô sinh do nam ngày càng gia tăng. Thì trước hết chúng ta phải cần hiểu cái nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới thường gặp là do những cái nguyên nhân nào. Thì chúng ta biết rằng có những cái nguyên nhân bệnh lý, rối loạn nội tiết, cũng như có những cái nguyên nhân như là tại tinh hoàn, ví dụ như là bị viêm teo tinh hoàn, hoặc là có những cái bệnh lý giãn tĩnh mạch thần kinh. Ngoài ra thì còn có những cái nguyên nhân vô hình mà chúng ta trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp phải, chúng ta sống chung với những cái nguyên nhân này mà chúng ta không biết được, nó chính là cái tác nhân gây ảnh hưởng đến cái chất lượng sinh sản ở nam giới. Ví dụ như là môi trường làm việc, cái nhiệt độ quá nóng, tiếp xúc với những cái chất hóa chất độc hại, cái môi trường làm việc quá căng thẳng, đồng thời có những cái thói quen của cái cuộc sống hiện đại, ví dụ như rượu bia thuốc lá quá nhiều, hoặc là cái tỷ lệ mà cái người nghiện cái những cái chất gây nghiện cũng tăng cao nữa. Chính vì vậy thì cái mình mới thấy rằng là cái tỷ lệ vô sinh ở nam giới dường như là tăng lên trong những cái năm gần đây. Xin cảm ơn bác sĩ Liên Anh. Và câu hỏi tiếp theo thì Khánh Ly muốn hỏi bác sĩ Thu Thảo là hiện nay đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn thì các ông chồng hay nói là các ông chồng to cao khỏe mạnh cho nên là
việc mà vô sinh sẽ không thể nào diễn ra được. Cho đến khi mà đi khám rồi thì mới biết là lỗi là do ở họ. Như vậy thì chúng ta có những cách nào để có thể nhận biết được tình trạng vô sinh nam sớm ạ? Các dấu hiệu mà có thể giúp người nam có thể nhận biết mình nghi ngờ con mình có bị hiếm muộn do vô sinh nam hay không, thì theo định nghĩa thêm một năm, trong một năm, hơn một năm mà vẫn chưa có con thì nên đi khám hiếm muộn. Ngoài ra theo cái bệnh sử của mình, nếu mà mình biết mà tiền căn trước đó mình đã từng bị viêm nhiễm đường sinh dục và nhất là có bị quai bị, mà bị quai bị trong thời thanh thiếu niên và có biến chứng gây viêm tinh hoàn, thì cái đó là cũng nhiều lúc không cần thiết phải đợi tới một năm không chưa có con mình đi khám, mà nên đi khám sớm hơn. Bản thân người nam khi mà họ có thể tự khám một phòng sinh dục của họ, thì nếu có phát hiện thấy là tinh hoàn hai bên không, có thể là một trong hai bên không có hay gì, thì họ cũng nên đi khám sớm. Ngoài ra về hình thể, nhìn hình thể bên ngoài có thể người nam đó cũng cao to khỏe mạnh, nhưng không hẳn cái đó yếu tố đó là đảm bảo là mình có xét nghiệm tinh dục đồ bình thường. Thì tất cả các trường hợp nam khi tới khám đều phải làm xét nghiệm tinh dục đồ. Đây là một cái xét nghiệm khá là đơn giản và có kết quả sớm, trong vòng một ngày là sẽ biết được chất lượng tinh trùng như thế nào. Thưa bác sĩ, như vậy thì quy trình xác định tình trạng vô sinh ở nam sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Thì như nãy mình đã nói, thì cái xét nghiệm đầu tay là xét nghiệm tinh dịch đồ. Đây là một cái xét nghiệm khá là đơn giản và có kết quả là khá là nhanh, thử trong ngày là sẽ có kết quả. Nếu mà kết quả có gì bất thường thì tùy cái mức độ bất thường như thế nào thì bác sĩ sẽ cho hướng khảo sát tiếp, như là xét nghiệm máu, siêu âm, về chẩn đoán hình ảnh. Đi xét nghiệm chuyên sâu hơn về chức năng tinh trùng, như là xét nghiệm về cái định lượng, cái bất thường, cái ROS, tức là những cái chất chống oxy hóa. Cái đó là cần cái xét nghiệm chuyên sâu hơn. Và gần đây có một xét nghiệm nữa là xét nghiệm xác định cái bất thường tinh trùng DNA fragmentation. Thì khi có cái kết quả đó thì bác sĩ sẽ cho hướng điều trị thích hợp. Xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị thân mến, trước khi chúng ta cùng tìm hiểu những phương pháp điều trị vô sinh nam thì xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. Các nghiên cứu về sinh lý sinh sản cho thấy, nếu một cặp vợ chồng khoảng 25 tuổi, hoàn toàn bình thường về phương diện sinh sản, mỗi tháng sẽ có khả năng thụ thai gần 25%. Nếu không ngừa thai, khoảng 90% các cặp vợ chồng này sẽ có con sau một năm chung sống bình thường. Một cặp vợ chồng được định nghĩa là hiếm muộn, vô sinh khi hai vợ chồng mong muốn có con, chung sống với nhau bình thường, không sử dụng một biện pháp ngừa thai nào mà sau một năm vẫn không có thai. Khả năng sinh sản ở nữ và nam ngày càng giảm khi tuổi càng lớn. Hiếm muộn có thể do nguyên nhân từ người chồng hoặc người vợ. Do đó, việc đi khám và tìm nguyên nhân của hiếm muộn cần thiết phải có mặt của cả hai vợ chồng. Bên cạnh đó, việc thăm khám và điều trị sớm sẽ làm tăng hiệu quả trong việc điều trị vô sinh hiện nay. Hiện nay, hầu hết các kỹ thuật điều trị vô sinh nam được thực hiện trên thế giới cũng đều đã áp dụng thành công ở Việt Nam. Nếu như trước đây, những cặp vợ chồng vô sinh do thiểu năng tinh trùng thì khả năng có con dường như không thể, thì hiện nay những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản có khả năng giúp họ có thể có con được. Trong đó, hai phương pháp điều trị mang lại hiệu quả cao thường được sử dụng hiện nay khi người chồng gặp vấn đề với tinh trùng là IVF và ICSI. Sự tiến bộ trong hình thức điều trị ICSI cho phép chúng tôi có thể phóng to hình ảnh của tinh trùng, từ đó có thể nhận biết, loại bỏ không sử dụng các tinh trùng có khiếm khuyết về hình thái để bơm vào trứng. Hiệu quả của phương pháp này có thể lên đến 40-45%. Và các phương pháp này đều có thể thực hiện tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản có hệ thống trang thiết bị và công nghệ y tế tiên tiến. Thưa bác sĩ Liên Anh, hiện nay thì được biết là có nhiều phương pháp để điều trị vô sinh ở nam. Không biết là phương pháp nào là những phương pháp mới và có hiệu quả cao ạ? Hiện tại thì có rất nhiều phương pháp điều trị, có thể là điều trị từ nội khoa đến điều trị phẫu thuật hoặc là điều trị các phương pháp bằng các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Thì vấn đề điều trị nội cho vô sinh nam thì thường được áp dụng cho những cái trường hợp vô sinh nam đơn thuần, tuổi vợ cũng còn trẻ tuổi và cái dự trữ buồng trứng bình thường. Thì lúc đó các bác sĩ sẽ đánh giá nội tiết của người nam giới và để có một cái chẩn đoán chính xác. Thì thường điều trị nội có một cái tỷ lệ nhỏ, nếu mà bất thường về nội tiết có thể được điều trị bằng cái thuốc chích gonadotropin. Còn điều trị bằng thuốc uống, các loại thuốc uống khác, kháng estrogen, tamoxifen thì thường được áp dụng cho các cái trường hợp vô sinh nam không rõ nguyên nhân, được điều trị theo kinh nghiệm. Ngoài ra còn có một số các chất kháng oxy hóa hiện tại
đang được áp dụng điều trị rất là rộng rãi để điều trị cho các cái trường hợp vô sinh nam không rõ nguyên nhân, ví dụ như là vitamin A, E, kẽm, selen, arginine. Một cái phương pháp điều trị nữa là phối hợp với cái điều trị của người vợ, đó là có thể phối hợp bơm tinh trùng và buồng tử cung, lọc rửa tinh trùng, chọn những con tốt nhất để bơm tinh trùng và buồng tử cung, áp dụng cho các trường hợp mà tinh trùng yếu nhẹ, hoặc là nếu mà trường hợp mà tinh trùng mà yếu ở mức độ nghiêm trọng thì có thể áp dụng các cái biện pháp là làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF ICSI. Một cái tỷ lệ cũng không nhỏ các trường hợp mà bên vô sinh nam á, mà là không có tinh trùng, có thể làm sinh thiết tinh hoàn, làm phẫu thuật TC trích tinh trùng qua màu tinh. Thì để thực hiện các cái biện pháp đó thì bệnh nhân cũng sẽ được, sau khi mà thu được tinh trùng từ phẫu thuật thì cũng sẽ được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Hoặc là có những cái trường hợp mà bệnh nhân nam có cái hội chứng là hội chứng tế bào Sertoli, đó là những trường hợp đó thì trong tinh hoàn có rất ít tinh trùng thì có thể thực hiện cái phẫu thuật micro TC trích tinh trùng dưới vi phẫu đó, thì cái tỷ lệ cũng có rất là khả quan có thể tìm được tinh trùng và áp dụng thụ tinh trong nghiệm. Thưa bác sĩ, với những phương pháp mà bác sĩ vừa mới chia sẻ thì tỷ lệ thành công và chi phí như thế nào ạ? Tỷ lệ thành công của cái phương pháp điều trị của vô sinh nam thì nó cũng rất là phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Đối với các cái trường hợp mà vô tinh mà thực hiện phẫu thuật để làm thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thì cái tỷ lệ mà chúng tôi tìm được tinh trùng cũng tùy thuộc vào cái mức độ sinh tinh của tinh hoàn. Thí dụ như nếu mà ở một bệnh nhân có sự sinh tinh của tinh hoàn bình thường thì cái khả năng tìm được tinh trùng là gần như là 100%. Còn thí dụ như ở cái hội chứng tế bào Sertoli thì cái khả năng tìm được tinh trùng trong cái lần sinh tiết tinh hoàn có thể là khoảng 25%. Tỷ lệ thành công của cái điều trị chung á, thì như tôi nói đề cập trước đây á, là nó rất lại thuộc nhiều yếu tố, trong đó là có yếu tố của người vợ. Thành ra đó là việc mà được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm thì sẽ góp phần rất lớn trong cái việc quyết định cái tỷ lệ thành công cũng như là cái chi phí điều trị. Bởi vì một ví dụ trường hợp nếu mà người vợ lớn tuổi thì đương nhiên cái chi phí sử dụng thuốc men cho quá trình điều trị nó sẽ tăng cao. Đối với các cái trường hợp thực hiện sinh sản hỗ trợ mà có phẫu thuật tìm tinh trùng ở các trường hợp vô tinh ở nam giới thì tỷ lệ có thể đạt đến 40-42%. Thưa bác sĩ Thu Thảo, như vậy thì đối với những bệnh nhân điều trị vô sinh nam, ngoài việc dùng thuốc và phẫu thuật ra, họ cần phải lưu ý thêm điều gì ạ? Ngoài các phương pháp điều trị như thuốc và phẫu thuật như bác sĩ Liên Anh đã chia sẻ, cái phương pháp khác như là cái thay đổi lối sống cũng giúp hiệu quả điều trị thành công hơn. Như về chế độ ăn thì nên chế độ ăn uống thích hợp, hạn chế dùng những chất kích thích như là rượu bia, hạn chế hút thuốc lá. Về môi trường làm việc thì mình nên sắp xếp công việc sao có hiệu quả để giảm cái căng thẳng, giảm stress, bỏ những cái thói quen như là đối với người nam, ví dụ như là tắm hơi, xông hơi lâu thì với cái tiếp xúc với nhiệt độ nóng hoài thì không tốt cho cái sự sinh tinh. Ngày hôm nay thì cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia cùng với chương trình và chia sẻ với Khánh Ly và quý vị khán giả rất nhiều thông tin bổ ích xoay quanh việc là phòng ngừa và điều trị chứng vô sinh nam. Xin cảm ơn hai bác sĩ một lần nữa ạ. Quý vị thân mến, và ngay sau đây Khánh Ly xin mời quý vị cùng đến với những lưu ý trong việc phòng ngừa điều trị vô sinh nam nhé. Bổ sung nhiều loại thực phẩm giàu kẽm, đồng để tăng nồng độ testosterone cho cơ thể. Tránh các loại chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá. Khi bị viêm tuyến tiền liệt, quai bị nên được bác sĩ theo dõi để tránh xảy ra biến chứng. Theo dõi kỹ các bệnh tiểu đường, bệnh về tuyến giáp, thực hiện an toàn tình dục và điều trị sớm các bệnh lây lan qua đường tình dục. Thường xuyên kiểm tra tổng quát để sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường. Quý vị thân mến, hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay đã giải đáp được phần nào những thắc mắc băn khoăn của những ai đang quan tâm đến chứng vô sinh nam. Và để điều trị hiệu quả thì không có cách nào khác ngoài việc là chúng ta phải thăm khám và điều trị kịp thời để phát hiện những dấu hiệu sớm. Còn bây giờ thì Khánh Ly xin mời quý vị cùng quay trở lại phim trường để đến với mục tiếp theo của chương trình nha.